Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tiệm bánh mì và bánh bao, Bao and Baguette, 714-617-5611. Tôi Quách Minh Tôi, Như Hiền và Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng, và chào tất cả những quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng. Vào sáng hôm nay, nhiệt độ cao nhất là 71 độ, thưa quý vị, và thấp nhất là 54 độ. Hiện tại nhiệt độ tại Westminster, như quý vị cũng thấy ở trên màn hình, đó là 52 độ. Và ngày hôm nay trời nắng ấm rất là đẹp, nắng nguyên ngày thưa quý vị. Và ngày mai trời có nhiều mây mù vào buổi sáng, nhưng vào buổi trưa nhiệt độ lên cao nhất là 76 độ. Và đến tuần này nhiệt độ rất là cao, quý vị, cao nhất là 76 độ tại Westminster. Nhưng trời rất là gió nên có thể hơi lạnh vào buổi sáng sớm, gió từ 10 tới 13 dặm một giờ. Kính thưa quý vị, đó là khí hậu và thời tiết tại miền Nam California. Trong lúc đó thì tất cả các miền Trung Tây và đến bây giờ thì còn có đe dọa bởi cơn bão nhiều nữa không, thưa Như Huyền? Thưa quý vị, vào hôm thứ Tư ngày hôm nay tại những miền Trung Tây, đó là những vùng từ Texas cho đến Wisconsin, thưa quý vị, sẽ có những cái tornado, là những cơn mưa gió. Và bên cạnh đó, bên cạnh vò gió cái thời tiết vào tuần trước, như anh Trọng với Nhi cũng đã nói với quý vị, đó là tuyết rất là nhiều. Và ngày hôm nay là tạo nên những cái cơn gió, những cái tornado, gọi là tornado của tiếng Việt dịch ra là cái gì anh Trọng? Cơn lốc. Là những cái cơn lốc xoáy rất là lớn, thưa quý vị. Và từ kéo dài từ Texas đến Cousin, và những cái cơn bão này đã đem mưa gió và có thể mưa đá, và xảy ra rất nhiều tai nạn và những cái trên đường đi và những tạo ra những cái traffic giao thông. Và những cơn mưa đá này có kích thước rất là lớn, thưa quý vị, và những con lốc xoáy đã gây thiệt hại cho những khu vực này vào ngày thứ Sáu, có thể yếu dần đi nhưng đã đem đến những cái cơn mưa rất là lớn. Nhưng thưa quý vị, trong lúc đó thì nhiều chuyến bay sẽ bị trì hoãn bởi lý do khí hậu và thời tiết đến từ miền Trung Tây. Nhưng sáng nay thì tất cả các tin tức đều dồn vào một trong những cái sự kiện mà chúng ta nhớ hôm nay, là kỷ niệm 20 năm vụ bắn súng ở một trường học có tên là Columbia. Và đến bây giờ thì sau cái vụ 20 năm sự kiện đã xảy ra thì chuyện gì đang xảy ra tại Colorado? Các trường trung học chung quanh thành phố Denver hôm nay đã bị đóng cửa toàn diện khi cảnh sát cố gắng truy tìm một người phụ nữ được cho rằng là cô này có sự thích thú đam mê với vụ xả súng hàng loạt ở Columbus. Tên cô ta là Sosper, 18 tuổi, đi từ thứ Hai đến Miami và ngay lập tức đến một cửa hàng mua một khẩu súng và đạn. Và tất cả các quan chức của FBI cho biết rằng họ tin rằng Sosper đã tạo ra những cái mối đe dọa đáng tin cậy, nhưng không đặc biệt là coi mấy là nguy hiểm. Tuy nhiên, tất cả các cộng đồng của trường học ở tại Denver đã đóng cửa. Và tiếp tục những sự kiện này thì có những cái gì biến diễn sau khi... Và quý vị, các trường học như anh Trọng cũng nói, Denver đã đóng cửa vào ngày 17 tháng 4, giữa lúc các chức trách đang tìm một người phụ nữ trẻ, như anh Trọng cũng đã nói, đã đi đến Denver và mua một khẩu súng và có ý định thực hiện một hành động rất là bạo lực. Và cơ quan điều tra liên bang của Hoa Kỳ FBI cho biết cô ta tên là Sopea, như anh Trọng cũng đã nói, là 18 tuổi, được coi là cực kỳ rất là nguy hiểm vì đe dọa thực hiện hành vi bạo lực của khu đô thị Denver chỉ vào ngày trước kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra vụ xả súng tại trường học Columbine và giết chết 13 người, như anh Trọng đã nói cái tiểu sử vừa rồi. Và theo tin cho biết, cô gái này cảm thấy thôi thúc từ vụ xả súng giết người hàng loạt tại Columbine. Và Patricia Billinger, một nữ phát ngôn của Sở An toàn Công cộng Colorado, đã cho biết các trường học khu vực Denver hãy thắt chặt an ninh và quan trọng và watch out vì mối đe dọa này được đánh giá có thể là xảy ra rất là cao. Và trường Columbine và hơn 20 trường khác ở ngoài Denver đã khóa cửa trong gần 3 tiếng đồng hồ vào chiều ngày 16 tháng 4 trước khi đóng cửa hoàn toàn vào ngày 17 tháng 4. Và văn phòng cảnh sát trường quận hạt Jefferson và FBI cho biết Copes đã từ Miami đến Colorado vào tối ngày 15 tháng 4 và mua một khẩu súng bắn đạn ghém có cơ cấu lên đạn rất là nhanh. Và cơ quan quản lý trường công của Denver loan báo tất cả các trường sẽ ngừng mọi hoạt động và sinh hoạt vào ngày 17 tháng 4. Và học khu này nói rằng quyết định đóng cửa các trường là một hành động phối hợp với các học khu khác
trong vùng đô thị Denver do mối lo ngại về an toàn hiện nay. Kính thưa quý vị, đó là vụ tất cả các trường học ở tại Denver bị đóng cửa sáng nay. Chắc là các phụ huynh học sinh đi học bây giờ cũng cần theo dõi các em. Vì cái nơi trường học là cái nơi đông đúc nhất mà các em đã là những nạn nhân trong những cái vụ xả súng bắn bừa bãi vào tất cả các nơi công cộng. Và kính thưa quý vị, trong lúc chúng ta đi học thì nên theo dõi các em, có những người bạn và những người nào mà có cái vấn đề gọi là tìm hiểu mua vũ khí thì đó là một trong những sự kiện bố mẹ có phải có cái bổn phận để chăm sóc theo dõi tất cả những đứa trẻ mà chưa đến tuổi vị thành niên có thể bị lôi cuốn vào những cái vấn đề đam mê súng ống và sẽ đưa đến một cái tình trạng có thể nói là hỗn loạn ở tại trường học. Đến bây giờ chúng ta đi qua một trong những cái sự kiện mà chắc là quý vị những ngày hôm qua quý vị đã nói đến rất nhiều. Kính thưa quý vị, đó là vụ cháy ở nhà thờ Đức Bà Notre Dame ở tại Paris. Hôm qua thì chúng ta nói đến cái công việc xây dựng lại nhà thờ Notre Dame như thế nào. Một điều trước tiên chúng ta thấy Tổng thống Emmanuel Macron đã có mặt trên hệ thống truyền hình và hình ảnh của ông Emmanuel Macron đã được truyền tải đi khắp nơi trên thế giới. Ông Emmanuel Macron đã cam kết xây dựng lại nhà thờ Notre Dame trong vòng 5 năm. Tổng thống Emmanuel Macron đã cam kết rằng nước Pháp sẽ xây dựng lại nhà thờ Đức Bà bị tàn phá trong lửa và nói rằng ông hy vọng công việc sẽ được thực hiện trong 5 năm và người dân Pháp sẽ cùng nhau sửa chữa biểu tượng quốc gia của họ. Đó là lời của Tổng thống Emmanuel Macron. Tuy nhiên, đứng về phương diện mà có thể nói toàn thế giới và đặc biệt trong giới công giáo thì có thể nói từ Vatican cũng đến đi và tất cả các nơi trên thế giới người ta quan tâm đến một cái di sản của thế giới, đó là nhà thờ Đức Bà. Và chúng ta đã biết đã bị cơn cháy tàn phá. Tất cả những cái sự kiện mà hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh hôm nay trong nhà thờ Đức Bà thì nó bao gồm những cái sự kiện gì thưa Như Huyền? Thưa quý vị, sau những cái cơn cháy vào những ngày vừa rồi tại nhà thờ Đức Bà đã đại ra những là đổ nát và phương pháp chữa cháy rất là thích hợp và cấu trúc và những cái tháp chuông, những bảo vật và những cái tác phẩm nghệ thuật ở trong nhà thờ đã được bảo trọng và được đưa đi an toàn. Rất là may mắn điều đó thưa quý vị. Và trong những cái bức ảnh như quý vị đã thấy ở trên cho thấy bao quanh bệ thờ là những mảnh vỡ, gỗ vụn, cháy xém sau trận hỏa hoạn và tàn phá công trình được xem là một trong những thành tích quan trọng nhất của Kitô giáo. Và ở trên cái nóc nhà mà đã bị cháy thưa quý vị, những cái gỗ ở trên đó là từ thế kỷ thứ 13, rất là lâu đời. Và khi mà cháy như vậy thì thiết quả như là phải mất tới cả một cái rừng để mà xây lại, lấy gỗ để mà xây lại cái ở trên cái tháp của nhà thờ. Và nhiều người dân cho rằng vụ cháy của nhà thờ Đức Bà đã khiến Paris biến dạng và vĩnh viễn không thể giống như trước đây nữa. Và hỏa hoạn xảy ra khi nhà thờ đang trong quá trình tu sửa và lực lượng cứu hỏa cho rằng sơ suất trong quá trình này là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Và theo thông tin cho biết rằng cái vụ cháy này xảy ra chỉ là accident, là do không cẩn thận. Và những cái tháp nhọn hầu hết phần mái của nhà thờ đã sụp đổ sau khi ngọn lửa nhấn chìm. Một số hiện vật và bức tranh cũng bị phá hủy như quý vị cũng thấy ở trong nhà thờ. Những mảnh vỡ nằm la liệt ở trong nhà thờ Đức Bà vào hôm 16 tháng 4. Kính thưa quý vị, số tiền do các cá nhân, các tổ chức quyên góp nhằm thực hiện cam kết xây dựng lại nhà thờ Đức Bà Ba Lan ở Đại Đức Mẹ Notre Dame đã lên tới khoảng 700 triệu euro, tương đương với khoảng 790 triệu US dollar. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ngỏ ý có những cử chỉ và gửi những chuyên gia nhỏ nhất tới hợp pháp để phục hưng lại nhà thờ. Như quý vị đã thấy, kim mái vòm của nhà thờ là tháp nhọn nhà thờ Đức Bà đã làm từ những cái thân gỗ lớn bọc chì để tránh tác động của yếu tố môi trường và thời gian. Theo ước tính thì 1.300 cây gỗ đã được dùng để làm đầm cho cái công trình bao phủ 21 hectare đất. Đó là một vài sự kiện mà chúng ta thấy rằng cả và thế giới đang quan tâm đến nhà thờ Đức Bà. Lẽ nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron hôm 16 tháng 4 đã tuyên bố sẽ xây lại nhà thờ đẹp hơn trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn do những khó khăn trong việc thu thập dữ liệu và tìm đồ vật để đạt được cái chất lượng mà chúng ta đã có trong thời gian qua. Toàn bộ tất cả cái hình ảnh mà chúng ta thấy từ trên trời nhìn xuống, đó là toàn bộ khung cảnh nhà thờ Notre Dame. Văn phòng công tố thì như Huyền đã trình bày là có thể nói rằng họ đưa ra một cái lời nhận định rằng là khả năng mà gây ra cái vụ tai nạn này là do yếu tố, không có yếu tố khủng bố mà do yếu tố bất cẩn mà thôi. Đây là một vài sự kiện mà những hình ảnh quý vị đã thấy ở trên nhà thờ của Notre Dame ở tại Paris. Vâng, chúng tôi quý vị, một trong những sự kiện mà cả nhân loại đang quan tâm đến đó là vấn đề nhà thờ Đức Bà. Vậy chúng ta chờ xem nước Pháp và nhân loại sẽ làm gì
để so sánh với tất cả những người vào cái thời điểm mà cách đây 800 năm họ đã... Nhiều khi mình ngồi suy nghĩ lại, không hiểu vào cái khoảng thời gian 1300 như vậy, đó là vào cái thời khoảng 8500 năm trước đây, 8500 trước đây, thế con người làm sao có đủ sức, có đủ những cái vật liệu, đủ những máy móc để xây dựng, đưa tất cả những cái gọi là những cái tuyệt đỉnh của kiến trúc lên như vậy được. Hồi đó họ phải xây bằng tay, không xây bằng tay, xi măng như thế nào, máy trộn hồi như làm sao, làm sao để đưa lên được cao như vậy. Mà bây giờ đã cháy rồi anh Trọng hả? Thì cái những cái công trình đó, đó là lịch sử đó, anh Trọng. Vâng, lại nhiên thì những công trình này thì là có 102, nó là hai cái công trình tiêu biểu cho nước Pháp, tháp Eiffel với nhà thờ Đức Bà. Anh Trọng đã tới đó chưa? Vâng, tôi có cơ hội tới nhà thờ Đức Bà cũng ít nhất cũng 3-4 lần, tại tôi hay đi châu Âu hồi trước. Thì cái nó nằm ở bên bờ sông Sen, bên phía trước thì một số họa sĩ người Pháp họ có tính cách lãng mạn, họ vẽ những cái bức tranh ở phía trước. Đi vào nhà thờ thì cái ánh sáng nó không có được sáng như những nhà thờ ở bên Hoa Kỳ này. Với ngọn đèn nến, với khung cửa hai bên thì có thể nói ánh sáng không được vào. Nhưng mà có thể nói đi vào trong đó một cái không khí yên lặng và một cái bầu rất là trang nghiệp. Anh Trọng, mà anh Trọng có thấy là cái nhà thờ cháy đang trong lúc tháng 4 này là lúc Easter coming á anh Trọng, là nhà thờ sẽ có một cái Holy Crown, cái một cái buổi lễ rất là lớn mà bây giờ cháy rồi. Không, thường thường thì tất này. Cả đến những mùa phục sinh theo như tiếng Pháp thì người ta gọi là lễ Park. Thì họ có những, thứ nhất là học sinh sẽ nghỉ hè lễ Park 2 tuần lễ. Và đặc biệt trong nhà thờ Notre Dame thì họ có những cái cuộc trưng bày tranh ảnh và tất cả những cái sự kiện liên quan đến vấn đề phục sinh, đương nhiên là lễ Park đó. Thì người, số lượng người đến xem rất nhiều. Mỗi năm thì trung bình có khoảng có trên 13 triệu rưỡi người đến để chiêm ngưỡng nhà thờ Notre Dame. Mà đến bây giờ thì xây cất thì làm sao đi vào được. Thì đó là một trong những sự kiện có thể làm mất mát cái nền du lịch của nước Pháp cũng rất nhiều. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ gặp quý vị trong thời gian.